Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Topcar VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Toyota Veloz, chiếc xe MPV 7 chỗ đa dụng của bên nhà Toyota. Mà trong cái video ngày hôm nay, cái thời điểm dịp giữa của tháng 12, tháng cuối cùng năm 2022 này, Topcar VN sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn chính sách giá linh động tăng cường thêm khuyến mại dành cho Veloz, những cái chương trình về quà tặng phụ kiện, về tặng bảo hiểm thân vỏ và mức giá lăn bánh đến với những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đã đang quan tâm, đang theo dõi và có kế hoạch lấy về chiếc xe 7 chỗ này. Với Veloz là một chiếc xe hiện tại thì ở trong phân khúc đang cạnh tranh với cả Mitsubishi Xpander, đang cạnh tranh với cả Suzuki XL7, đang cạnh tranh với cả Hyundai Stargazer. Với Veloz là một chiếc xe sử dụng máy xăng 1.5 hút khí tự nhiên. Chiếc xe sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT, mượt mà êm ái, option đầy đủ quý chị các bạn nhé. Với hai phiên bản để các bạn có lựa chọn. Đầu tiên mình cập nhật đó là Veloz phiên bản E. Bản E này với mức giá niêm yết là 658 triệu đồng. Và tại thời điểm dịp giữa tháng này, mình cập nhật mới nhất, đại lý sẽ giảm giá cho quý chị các bạn là 30 triệu đồng tiền mặt các bạn nhé. Cùng chương trình về quà tặng phụ kiện, tặng dán kính, tặng trải sàn, tặng cam hành trình. Đó là chương trình về bản Veloz bản E, 30 triệu đồng tiền mặt, dán kính, trải sàn, cam hành trình. Vậy thì giá xe còn là 628 triệu và lăn bánh ở tỉnh của nó là 696 triệu. Ở Hà Nội sẽ là 729 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 716 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Ở tỉnh là 696, ở Hà Nội là 729 và thành phố Hồ Chí Minh là 716 triệu đồng. Nếu như mua trả góp cái chiếc xe Veloz bản E này, ở tỉnh số tiền tối thiểu các bạn bỏ ra 193 triệu, ở Hà Nội tối thiểu bỏ ra 225 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu bỏ ra là 213 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh 195, ở Hà Nội là 225 và thành phố Hồ Chí Minh là 213 triệu đồng. Đó là Veloz phiên bản E. Sang cái phiên bản thứ hai đó là phiên bản G, phiên bản cao giá hơn, đầy đủ option hơn. Bản này thì hiện tại đang có mức giá niêm yết là 698 triệu đồng và tại thời điểm mình cập nhật video này, đại lý sẽ giảm giá cho quý chị các bạn là 38 triệu đồng tiền mặt quý chị các bạn nhé. Cùng chương trình về quà tặng phụ kiện, tặng dán kính, tặng trải sàn dành cho quý chị các bạn và 1 năm bảo hiểm thân vỏ nữa các bạn nhé. 1 năm bảo hiểm thân vỏ, dán kính, trải sàn cùng 38 triệu đồng tiền mặt. Nếu các bạn thường xuyên theo dõi trên Topcar VN thì các bạn có thể biết là trong những ngày trước thì giảm có 30 triệu thôi. Bây giờ tăng lên thành 38 triệu và vẫn có 1 năm bảo hiểm thân vỏ quý chị các bạn nhé. Nếu chúng ta không lấy bảo hiểm thân vỏ thì giảm giá tiền mặt của nó cũng rơi vào khoảng tầm thêm cái bản G này bảo hiểm nó rơi khoảng tầm 8 triệu quý chị các bạn ạ. Đấy, nó rơi khoảng tầm 46 triệu cùng với chương trình về quà tặng phụ kiện nữa thì mình tính sơ sơ bản G này giảm khoảng 50 triệu dành cho quý chị các bạn. Đó là Veloz phiên bản G, tổng khuyến mại cũng phải lên 50 triệu đấy. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh của nó 732 triệu, ở Hà Nội 766 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 752 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 732, ở Hà Nội là 766 và thành phố Hồ Chí Minh là 752 triệu đồng. Phương án trả góp Veloz phiên bản G này ở tỉnh số tiền tối thiểu các bạn bỏ ra là 204 triệu. Ở Hà Nội tối thiểu bỏ ra là 238 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 224 triệu đồng anh chị nhé. Tỉnh 204, Hà Nội 238 và thành phố Hồ Chí Minh là 224 triệu đồng với Veloz phiên bản G. Đây là một chiếc xe mà tại thời điểm này theo mình đánh giá là một chiếc xe đáng để mọi người quan tâm, khi mà hiện tại thì đại lý cũng đang có xe giao sẵn ngay. Và ở trong phân khúc thì hiện tại Veloz chủ yếu là cạnh tranh với cả Mitsubishi Xpander. Nhưng mà Xpander nếu các bạn có kế hoạch đi lấy xe trong dịp cuối năm đi Tết thì thời điểm này hầu như là chúng ta đều phải ký chờ. Thế còn Veloz đang có khuyến mại nhiều, đang có xe giao ngay, chiếc xe đầy đủ option, đầy đủ tính năng an toàn, kiểu dáng thiết kế của Veloz thì cũng cơ bản là ăn mắt.
Vậy thì nếu chúng ta có nhu cầu xem xe trực tiếp, lái thử cái dòng xe này, nhờ anh chị hãy gọi cho cái số hotline ngay bên dưới góc trái màn hình này. Ở miền Bắc thì nhờ anh chị hãy gọi hotline miền Bắc, miền Nam thì nhờ anh chị hãy gọi hotline miền Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau của Top Car VN. Xin chào ạ.